Chào thiên thần bé nhỏ của mẹ. Hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe truyện cổ tích có tựa đề Sự tích Ngưu Lang chất nữ. Tích xưa kể rằng, ở trên thiên cung, vào lúc bấy giờ có vị thần chăn trâu tên gọi là Ngưu Lang, và tiên nữ phụ trách dệt vải tên là chất nữ. Họ đem lòng yêu mến nhau, họ nghĩ về nhau suốt cả ngày đêm, đến nỗi bỏ bê công việc. Trâu của Ngưu Lang vì thế tự do ra vào điện Ngọc Hư của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Công việc dệt vải của thiên đình trở nên trễ nải. Ngọc Hoàng nổi giận, phạt đôi thần phải sống xa nhau. Thiên đình có một dòng sông tên gọi là sông Ngân hay sông Ngân Hà, ngày nay được biết đến với cái tên gọi là Dải Ngân Hà, là dòng sông phát sáng kết thành từ vạn triệu ngôi sao. Ngưu Lang chất nữ, người ở đầu sông, người cuối con sông Ngân Hà này, đó là án phạt của Ngọc Hoàng. Trong đêm tiễn biệt, họ khóc rất nhiều và rất lâu. Nước mắt của họ từ trên thiên cung rơi xuống trần gian, hóa thành cơn mưa lớn gọi là mưa ngâu. Dù ở cách xa, họ vẫn một lòng thương nhớ về nhau. Thời gian trôi qua, Ngọc Hoàng nguôi giận, nghĩ thương cho đôi nam nữ, nhưng án phạt đã ban, không thể rút lại. Ngọc Hoàng bèn cho hai người mỗi năm gặp nhau một lần vào ngày thất tịch, tức là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Vào lúc bấy giờ, sông Ngân Thiên Đình không có cây cầu nào. Ngọc Hoàng lệnh xây cầu để Ngưu Lang và chất nữ có thể gặp nhau. Các phường thợ mộc ở dưới dương gian được mời lên trời để làm công việc. Khổ nỗi, họ lại mạnh ai nấy làm, không biết hợp tác, không ai nghe ai, cãi nhau liên tục. Đã đến kỳ hạn mà cầu vẫn chưa xây xong. Ngọc Hoàng bực tức, biến họ thành quạ, lệnh cho loài quạ dùng chính thân mình sắp lại thành cầu để cho Ngưu Lang chất nữ đi qua. Hàng năm, cứ đầu tháng 7, loài quạ họp nhau sửa soạn lên trời để bắt ô kiều. Trong những cuộc họp, nghĩ lại chuyện cũ, chúng cắn mỏ nhau, lòng cánh xác xơ. Ngưu Lang chất nữ lên cầu, trông thấy hoảng sợ, yêu cầu đàn chim ô thước nhổ hết lông đầu mỗi khi làm cầu. Tích này lý giải vì sao cứ tới tháng 7 hàng năm, loài quạ cánh lông tiêu điều, đầu thì trọc lóc. Một thời gian sau, nhắm thấy án phạt dành cho những người thợ mộc đã đủ, Ngọc Hoàng trả lại hình hài cho họ, lệnh họ làm được chiếc cầu vững chắc và đàng hoàng. Có lẽ cũng do tích này mà vùng Bình Định hay là miền Trung của Việt Nam mình có từ quạ làm sâu để nói về những con quạ vắng đi đâu một thời gian rồi trở về với cái đầu trọc, trông rất là khôi hài. Về cầu ô thước, còn có dị bản cho rằng tên gọi của ô kiều là cầu ô thước, do quạ gọi là chim ô và chim khách gọi là chim thước kết cánh tạo ra. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hồn con thật dài lên trán. Hẹn gặp lại con ở câu chuyện sau nhé.